Xin chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin giới thiệu với anh em về chiếc đài radio đến từ hãng Rotel của Mỹ nha. Model là RT850AL. Đây là dòng size lớn nha anh em. Chơi được FM full tần số AM luôn nha anh em. Và đặc biệt là dòng này thì nó sẽ có điện áp là 220V. Anh em có thể chơi điện trực tiếp tại gia đình của chúng ta, không cần phải qua đổi nguồn nha anh em. Dòng size lớn, dễ phối ghép với bộ dàn nha anh em. Rồi về chiều ngang, chiều ngang của nó là lên tới là 445mm nha, size lớn. Chiều cao 70mm, chiều sâu của nó là 320mm nha. Rồi em sẽ test cái chức năng đài AM. Rồi tùy theo vị trí mà nó sẽ bắt được đài tốt hơn nha anh em. Rồi tiếp theo em sẽ test cái chức năng là đài FM nha. Anh em nhấn vào nút FM nè. Rồi em đã học được một số lưu một số cái bộ nhớ nha. Tổng cộng là có 8 bộ nhớ nha anh em. Tuyệt đối không núp trong phòng kín. Tác dụng chống viêm, giảm đau. Số 4 nè, số 5. Ra đài nha. Ở chế độ là auto, auto tuning. Rồi, bộ nhớ memory. Số 7 nha. Ở bên người thân để được tư vấn. Để giảm đau xương khớp hiệu quả, phục hồi xương khớp bị thoái hóa, giúp quý vị tránh được những can thiệp dao kéo ngoại khoa, chúng ta có thể sử dụng khương thảo đan. Sản phẩm khương thảo đan được chiết xuất từ cây địa liền, có chứa thành phần KGA1 và còn phối hợp thêm độc hoạt. Rồi full tần số luôn nha anh em. FM 1008 luôn nha. Rotel. Nó sẽ có thiết kế hai cái gù nha anh em, phù hợp với những cái thiết kế độc đáo của hãng Rotel. Chức năng là FM auto tuning nè, ra đài nè, các bộ nhớ nha, tổng cộng là 8 bộ nhớ AM FM, kèm theo một cái đài, cái anten AM lắp nha. Rồi Rotel, điện áp là 240V luôn nha em, chơi điện trực tiếp luôn nha. Đây là anten FM nè, AM nha, đẹp long lanh góc cạnh luôn nha anh em. Rồi anh em nào muốn sở hữu và sưu tầm cái đài này thì đây là một cái cơ hội rất là đáng sở hữu và sưu tầm với một cái chiếc đài size to lớn, điện áp là 240V nha anh em. Và với chiếc đài Rotel RT850AL FM full tần số thì em sẽ bán với giá là 1.200.000 đồng, giá chung gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852, em xuất hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, ủng hộ em với lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.